cùng các bạn ưa thích câu cá vược ở ngoài biển, ngoài sông, những nơi tự nhiên nước lớn, rộng lớn. Đây là những cái con mồi thông dụng nhất để câu cá vược, được cấu tạo đặc biệt dùng cho việc câu cá vược. Để câu dê, nói chung các cái loài cá săn mồi sống, các loài cá giữ, cái này được cấu tạo đặc biệt tốt. Những cái lưỡi, bộ lưỡi câu này của nó tốt đến kinh ngạc. Như cái bộ này tôi đã dùng câu rất nhiều lần mà hầu như là nó không cùn lưỡi, không sơ sẩy, không sứt sẹo gì cả. Khi bạn lấy ở trong hộp ra thì cái lưỡi câu nó được bảo vệ như thế này. Đấy. Được bảo vệ bằng hai cái miếng nhựa chụp lại để nó khỏi hỏng lưỡi câu, và nhất là nó khỏi vướng vào tay làm bị thương mình. Đấy. Đây cũng là một cái con mồi để câu cá vược rất tốt. Cái màu sắc này là để cho nó có rất nhiều màu khác nhau để cho từng cái vùng nước và cái ánh sáng. Ví dụ như ánh sáng chiều thì ta nên dùng cái con này, nó lấp lánh, nó bắt sáng. Sáng nắng sớm thì có thể dùng cái con này. Vậy tùy nước, nước trong xanh, còn nước đục hơn thì con màu đỏ này cũng có lợi, dễ nhận ra. Bên trong cái thân con cá này nó có rất nhiều cái ngăn khác nhau để đựng những cái hòn bi. Hòn bi để giữ, nó gây một cái tiếng động nhẹ, có âm thanh tần số thấp, quyến rũ con mồi. Nó gần giống với cái tiếng phát ra của cái con mồi thật. Thế và đuôi nó thì phần khoang đuôi này riêng ra nó có một viên chì đối trọng với cái phần đầu, để luôn giữ cho cái đuôi nó thấp hơn khi con mồi bị kéo đi. Khi ta kéo con mồi đi thì cái miếng cản nước này nó làm con mồi chui xuống. Chui xuống có thể chui sâu xuống tới khoảng 60-80 cm tùy theo cái độ quay cước kéo mồi, dê mồi của mình. Mình có thể làm cho thành con mồi nó sẽ đi rích rắc xuống rồi lên, xuống rồi lên. Và khi lên thì nó chỉ ngẩng đầu lên một chút xíu giống như con cá lên để thở thôi. Nó rất giống với con cá thật. Thế về riêng con cá vược, răng nó rất khỏe nhưng nó cũng không thể cắt đây. Không thể sứt sẹo tí nào cả. Nó không thể cắn được, nó có thể đớp từ dưới lên, đớp từ đằng sau lại hay từ thậm chí từ phía trước lại. Nó vẫn cứ mắc phải cái này vì cá vược nó rất dữ, kể cả con cá như con cá lóc. Đấy, nó cũng dễ dàng cắn phải cái lưỡi câu này. Chỉ có điều câu dê, cá lóc thì phải là những cái nơi vùng nước lớn. Nhiều cá lóc như ở sông Mekong, ở biển Hồ thì dùng cái này nó không bị vấp, vướng rác, vướng cây khi ta dê mồi. Thế và đặc biệt là khi để câu cái loại cá ấy, phần lớn nó răng lợi nó rất khiếp. Thế thì cái thẻo câu riêng cho cái mắc cái mồi này thì ta nên dùng một cái sợi cáp lụa. Đấy, chừng độ 30 phân như thế này. Một đầu ta có cái khoen chống xoắn cỡ này là được rồi, hoặc là lớn hơn chút nữa, nhưng đều phải là cái thứ tốt. Thế còn ở bên cuối của nó để mắc vào con mồi thì ta dùng cái móc sẵn này để tháo gỡ cho nó dễ. Thế mà nếu bạn có điều kiện thì bạn có thể dùng một cái thứ này tốt hơn, thứ này đặc biệt tốt. Cái này là tôi mua từ nước ngoài về. Thế còn ở trong nước thì nó hay có cái loại này thông dụng, thì cũng phải là cái cỡ to như thế này nó mới chắc. Ta chỉ việc mắc nó vào đây, khóa nó lại.
thể dê mồi thoải mái. Mỗi lần ta giật mạnh thì là con cá nó lại chúi đầu xuống. Cái mồi giả này câu cá vượt cực kỳ hiệu quả và không tốn công chuẩn bị gì cả, chỉ cần một lần mua cái này thôi. Cái con mồi này thì tùy từng chất lượng, tùy từng hãng hiệu, thì nó có thể có giá từ chỉ vài chục nghìn, 30 nghìn, 35 nghìn cho đến khoảng 200 nghìn, chứ cũng không đến nỗi đắt lắm. Đấy là cái mồi giả dùng cho bạn câu cá vược.